thành phố Mỹ Tho triển lãm sách về chủ đề gia đình. Trong 3 ngày từ 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tại công viên Tết Mậu Thân phường 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho phối hợp cùng công ty sách Ira Book, trạm sách Hạnh Phúc, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức triển lãm sách chủ đề gia đình Việt Nam, chào mừng ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6. Triển lãm đã thu hút khá nhiều bạn đọc đến xem và mua sách trong thời gian vừa qua. Với chủ đề gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, trong khuôn khổ triển lãm có khoảng hơn 200 đầu sách với gần 2.000 quyển sách về các thể loại, sách về chủ đề gia đình, giáo dục giới tính, tiểu thuyết, sách thiếu nhi. Có khá nhiều quyển sách của các tác giả trong và ngoài nước. Nhiều quyển sách được tái bản nhiều lần, nhiều dịch giả với lối hành văn thu. Các quyển sách hướng dẫn cách dạy con qua những bài học về tiền bạc, bài học cuộc sống. Đặc biệt sách cho thiếu nhi rất phong phú, truyện tranh, sách đa tương tác, in trên giấy rất đẹp. Sách ở đây được bán theo giá lẻ. Mỗi lẻ có giá từ 99.000 đến 619.000 đồng tùy theo kích thước của lẻ. Mỗi lẻ có đường kính từ ngày 2 tháng 5 cm đến 5.5 cm. Người mua sách chọn một mẹt để sách cao hơn mẹt được 1 cm. Mỗi quyển sách chứa đựng những kiến thức bổ ích từ những câu chuyện cuộc sống, giúp đưa độc giả đến những chân trời mới, phát hiện ra những điều thú vị xung quanh mình. Tuy nhiên, một điều là xấp xỉ 20 năm trôi qua kể từ khi sách điện tử xuất hiện trên thị trường và ngày càng đa dạng, phong phú về hình thức, nhưng sách in vẫn không mất đi vị thế của mình. Khá nhiều bạn trẻ, phụ huynh đến gian hàng lựa chọn sách. Dù trong thời đại kỹ thuật số, sách giấy vẫn được đón nhận. Đọc sách giấy sẽ giúp người đọc tạm ngưng, tách ra khỏi tình trạng lạm dụng smartphone và thiết bị điện tử tràn lan, tạo ra một cảm giác rất thảnh thơi, cá tính và văn minh khi đọc sách giấy. Cạnh đó còn có một số lý do khác là đọc sách giấy có cảm giác tập trung hơn, mua sách giấy để ủng hộ những nhà làm sách có bản quyền. Một số người còn có thú vui sưu tầm sách in. Một lý do nữa được nhiều người nói đến là bỏ tiền mua và cầm sách in đọc cảm thấy hay hơn, trân trọng tác phẩm hơn sách số. Sách là kho tàng kiến thức vô giá của nhân loại. Từ xưa đến nay, người người đọc sách để lĩnh hội kiến thức, tự trau dồi, hoàn thiện bản thân, từ đó hình thành một nét văn hóa tốt đẹp, văn hóa đọc. Mời các bạn cùng chúng tôi tham quan các gian hàng sách. Thank you.